này này. Đấy là chỗ ở của đàn bà con gái, anh vào đấy làm gì hả? Thưa công công, tiểu sinh ở nhà dưới kia, mấy hôm nay nghe tiểu thư hát ai oán quá, không khỏi chạnh lòng, muốn hỏi xem có cần giúp gì không? Anh không sợ xúc phạm chỉ dụ hoàng thượng hả? Nội cung, tiểu thư là người trong cung. Hiểu chưa hả? Thôi đi đi, đi 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 đi. Đi. Nếu công tử không tốn kém ít tiền bạc, lão ta làm sao chịu hé răng nói gì? Xin mời vào. Định bao nhiêu? 10 lạng. Cái gì? Đôi giày rách này mà anh còn đòi? Đây là đôi giày đầu vuông, tôi mua 18 lạng bạc đấy. 4 lạng có đồng ý không thì bảo. Thôi được, 4 lạng thì 4 lạng. Viết giấy đi, một đôi giày rách. Giày của tôi còn mới mà. Giày rách một đôi, thủng đế, rách má, 3 lạng bạc. Của tôi giày mới, 4 lạng. Anh có đồng ý không hả? Tí nữa chỉ còn 2 lạng thôi đấy. Anh đang cần tiền phải không? Này này, thưa công công, ra bên này. Chỗ bạc này biếu công công uống nước. Ra đây, ra đây. Thế công tử muốn gì hả? Tôi muốn hỏi tình hình tiểu thư kia. Cô gái ấy tên là Ngân Hồng. Bố cô là người để lộ đề thi, đã bị chém đầu ngọ môn. Cả nhà lớn bé, người thì bị giết, kẻ bị lưu đày. Cô này đã vào sổ tuyển gái đẹp của hoàng thượng, nên bảo tôi canh gác ở đây vài ngày, 3 hôm nữa sẽ được đưa vào cung. Chú đã xem vở kịch Phong Vũ Trụ chưa? Anh muốn nói bảo cô Ngân Hồng giả vờ điên? Không được. Không được, không được. Ôi anh Dung, đến nước này rồi mà anh còn đùa được. Bằng cách này, giả vờ cười. Giả vờ cười. Chú nghe tôi nói đây. Hoàng thượng tuyển gái đẹp, sắp đặt hết thảy 5 cửa. Cửa thứ nhất gọi là mắt nhìn. Các cô gái dự tuyển 10 người xếp thành một hàng. Các thái giám chủ sự sẽ nhìn một lượt. Những cô cao quá, gầy quá, lùn quá, béo quá, xấu quá bị loại bỏ, gọi là thu bài. Cửa thứ hai thử tiếng. Các cô có giọng nói không hay sẽ bị loại. Cửa thứ ba đo cơ thể, mình, lưng, vai, tay chân đều phải đo lại, lại loại bớt đi một ít. Cửa thứ tư gọi là xem kỹ, kiểm tra mắt, mồm, mũi, tai, tóc, da. 4 cửa này làm ở ngoài cung. Cửa thứ năm gọi là sờ ngọc. Hả? Sờ ngọc nghĩa là thế nào? Đến lúc này, số cô gái dự tuyển còn lại không nhiều. Cùng nữ già sẽ đưa họ vào cung. Sờ vào ngực và hai nách của họ. Thật là vô liêm sỉ. Lại đây, lại đây. Lại đây, nghe tôi nói hết đã nào. Bạn
Chú tìm cách nói với cô Ngân Hồng, bảo cô ấy là hễ cứ sờ vào người là cười, và cười to, cười lâu. Trong sách thuốc có ghi rõ căn nguyên của căn bệnh này. Chú phải chịu khó động não chứ. Này, ba lần bảy lượt, anh định làm gì hả? Chỗ bạc này xin công công nhận cho. Nhờ ông đưa cái quạt này qua kẽ cửa cho tiểu thư. Đưa đây. Sờ ngọc, sờ ngọc. Cười vang không ngớt. Cười vang không ngớt. Sẽ được cứu thoát. Nghĩa là thế nào nhỉ? Thưa tiểu thư, sờ ngọc nghĩa là... Cô xem này, còn mấy chữ ở dưới này. Ngày đi dự tuyển, giờ dần dưới dạng cây tề môn đợi nàng. Vị công tử này người như thế nào? Công tử đang đứng ở dưới kia. Trong lúc lâm nạn, tiểu thư gặp được người tốt như thế này, âu cũng là duyên số. Nào ra đây. Cái gì? Mấy năm mới có một khóa. Đi thi có dễ dàng gì đâu cơ chứ. Xe ra. Các vị nghe rõ đây, không ai được mang giấy vào trường thi. Các vị hãy theo thứ tự thiên địa giai hòa vũ trụ càn khôn vào thi. Không được chen lấn. Nghe rõ chưa hả? Anh Dung, anh ở phòng chữ thiên, anh vào trước đi. Em ở phòng dưới, phải đợi một lúc. Chúc em mã đáo thành công. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Có việc gì? Muôn tâu hoàng thượng, quả là may phúc. Việc chọn hiền tài, chọn gái đẹp làm trong một ngày. 3,000 gái đẹp dự tuyển đã qua thần vũ môn, bây giờ đang tập trung ở cửa Thuận Trinh. Hoàng thượng khi nào đến xem mỹ nữ? Cứ tuyển chọn theo thông lệ, trẫm sẽ đến Càn Thanh Cung xem những đứa lưu bài. Dạ, tâu hoàng thượng. Hòa đại nhân sai nô tài tâu với hoàng thượng. Cô gái đẹp nhất kinh thành Ngân Hồng cũng đang vào tuyển. Nghe nói cô này tài sắc đều nổi trội ạ. Thế hả? Nô tài xin đi lo việc. Đi đi. Đứng lại. Đứng lại. Cái gì đây hả? Ôi, đây là phiếu cầm đồ. Tôi phải đi cầm giày mới của tôi để được vào thi đấy. Anh xem đi.
chỉ có vài chữ, một đôi giày. Đợi đã, chúng tôi đã nói đi nói lại không được mang giấy, tại sao vẫn mang hả? Việc gì đấy? Các anh thật là, đã nhiều lần nhắc nhở không được mang giấy, thế mà thí sinh này vẫn mang giấy ạ. Đây không phải giấy mà là phiếu cầm đồ ạ. Vâng, lời thánh chỉ, lần này các anh được thi lại, chúng tôi có hơn 80 người bị chém đầu. Thế mà anh còn định chúng tôi đầu rơi máu chảy nữa hả? Đây là phiếu. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thu bài. Lưu bài. Lưu bài. Lưu bài. Lưu bài. Lưu bài. Lưu bài. Thu bài. Lưu bài. Thu bài. Lưu bài. Liệu bài. Liệu bài. Các thí sinh đã chuẩn bị xong chưa? Muôn tâu hoàng thượng chuẩn bị xong cả rồi ạ. Tốt lắm. Đưa bút mực ra đây. Chấm ra đề đây. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Lưu bài. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cô chu toa lạp ông. Thu bài. Đi đi. Phát đề thi, cầm lấy. Này, đề thi, cầm lấy mau. Này, đề thi. Cô cười cái gì hả? Như điên đấy nhỉ? Cô bị làm sao vậy hả? Cái cô này. Cô làm sao thế hả?
Đợi đấy. Đến lượt ai nhỉ? Lưu Công Công. Con ngân hồng ấy không sờ được. Sờ vào người là cười. Có chuyện lạ thế à? Thế mà ta tưởng nó sung sướng quá. Không phải thế đâu. Ê Tiểu Tam, dạ. Đi mời thái y. Dạ. Có thể thử không? Được ạ. Thưa Công Công, bệnh này rất hiếm thấy. Nhưng trong sách thuốc có nói tới, gọi là không thuận hòa trong. Ồ, xin mời thấy y ra ngoài này. Mời thấy y. Ngài bảo sờ vào người là nó cười. Đúng thế. Thưa ngài, nếu Hoàng thượng sờ vào nó có cười không? Ai cũng thế thôi. Thế cứ sờ vào người là nó cười. Mà cười vang không ngớt. Nhất là khi sờ vào ngực và nách. Thu bài. Thu bài con gái Phí Gia, thị Ngân Hồng. Đứa khác vào đi. Cho tôi nộp bài. Mở cửa đi. Chú Tịnh. Tờ giấy cầm đôi giày làm mất công danh của em. Em về Giang Ninh bây giờ. Ui sao. Cuộc hẹn bèo dạt với cô Ngân Hồng, nào còn duyên để giữ lời. Em gặp vận đen, chúc anh toại nguyện. Hay lắm. Chà chà, Lưu Dung Sơn Đông quả là kỳ tài đương thời. Xem nó vào để mới hay làm sao. Bài làm như mây bay nước chảy, như nhà ngọc phun trâu. Bài đẹp tự gấm vóc. Hay lắm. Muôn tâu Hoàng thượng, 8 quan giám khảo chúng thần đều khoanh dấu tròn vào bài thi ạ. Giỏi giỏi lắm. Xem chữ viết này. Xem chữ viết này. Tập trung cái đẹp của các kiểu chữ, cứng cáp như dòng uốn, mềm mại như mây bay. Chà chà, may mà chấm cho thi lại, mới được người tài. Hay lắm. Có tên bảng vàng. Lưu Dung Sơn Đông, Lưu Công Tử, Trạng Nguyên. Hà ơi, lần này phải cho bố uống vài chén rượu nhé. Còn uống nữa sao? Bây giờ không uống thì để lúc nào mới uống hả con? Buồn bố đòi uống rượu, vui bố cũng đòi uống rượu. Lúc nào bố cũng có cớ để uống rượu. Lễ bộ ra lệnh. Ba vị Trạng Nguyên mới đỗ đạt.
Năm ngày sau sẽ cưỡi ngựa rong phố, bắt đầu đi từ Hàn Lâm Viện. Bố ơi khoan đã nào. Rượu này uống không sao được. Lại bày trò gì rồi hả? Bố, mày còn lắm lời hơn mẹ mày. Bố ơi, bố phải giúp con việc này mới được. Việc gì hả? Trời ơi, nói đi, nói nhanh lên nào. Bố đang thèm rượu đây này. Hỏi xem hoàn cảnh Lưu công tử như thế nào. Sao chi bố đã uống? Bố à, bố đã hỏi thăm từ lâu rồi. Lưu công tử là con trai thứ ba của Trung Đường đại nhân. Thế sao công tử không nói ra? Đó chính là đức tính tốt của công tử. Hà này. Hà. Mặt con sao chưa uống rượu đã đỏ thế kia hả? Đeo hoa cho tân khoa Trạng Nguyên. Con ơi, xem kìa. Nhìn dáng người của vị tân khoa Trạng Nguyên này, ta biết nó leo lên ngựa nhẹ tâng như phi yến. Cần gì đến bậc đá lên ngựa? Bay đâu? Khiêng cái bậc đá lên ngựa kia đi. Kính mời Trạng Nguyên thám hoa bằng nhãn lên ngựa. Tân khoa Trạng Nguyên, lên ngựa đi. Con ơi, con, bố nói không sai hả? Trời ơi, bố còn cười à? Tiểu thư, buồn cười lắm hả? Nào nào, nhanh lên. Lại
đa tạ tiểu thư. Tuyên Tân Khoa Trạng Nguyên Lưu Dung vào điện. Tân Khoa Trạng Nguyên Lưu Dung tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tân Khoa Trạng Nguyên đấy hả? Muôn tâu, thần đứng đầu khoa thi ạ. Đã đứng đầu, liệu có tài giỏi và học rộng không hả? Hoàng thượng cho thi cốt để chọn người tài. Thần tuy được nhất, song không dám tự xưng là nhất. Nô tài cho rằng đã làm quan triều Thanh ta thì phải có dáng vẻ đàng hoàng. Lưu Dung tuy có văn tài, nhưng dáng người úi sùi, dung mạo bình thường, chỉ tội làm tổn hại đến hình ảnh triều Thanh ta. Lưu Dung, quay người lại để chấm xem nào. Bây giờ lấy khanh làm đề, làm một bài thơ. Lưng gù gánh nước non, ngực cao đầy kinh sử, thoáng nhìn biết gian trung, một chân vượt cửa rồng, tim đỏ rọi đất hồng, nát óc đền ơn vua. Kén tài nhìn hình thức, là người hiền đức không? Hay lắm. Bình thân, đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng sáng suốt, Tân Trạng Nguyên giỏi. Muôn tâu hoàng thượng, sứ giả Eru mang theo quốc thư hầu chỉ. Tuyên sứ giả vào điện. Dạ. Hoàng thượng giáng chỉ, tuyên sứ giả Eru vào điện. Sứ giả Eru vào điện. Này, nghe đây, gặp Hoàng đế Đại Thanh Quốc phải hành đại lễ. Ai lại đây đọc hả? Ôi không không, ngài đọc đi. Ngài đến đọc đi. Ngài đến đọc đi. Lý Phương Viện.
Quan phiên dịch bản hộ chỉ có hai người biết tiếng Eru. Một người bị ốm, một người đang thủ tang. Sao lại thế hả? Muôn tâu hoàng thượng, thần Lưu Dung thông thạo các thứ tiếng Mông, Mãn Tạng và Eru. Ồ, lại đây mau. Tâu hoàng thượng, thần xin dịch miệng ạ. Hoàng đế Đại Thanh quốc ái Tân Giác Lạ Hồng Lợi. Nhiều năm nay, Eruta hàng năm đều triều cống cho triều Thanh 18.000 con dê, 40.000 con ngựa. Nhưng triều Thanh vẫn tiếp tục mở rộng thế lực sang phía Bắc. Bộ Chuyên Cơ Tân Cương nhiều lần gửi thư rủ bộ ta cùng đứng lên chống lại triều Thanh. Bộ ta chưa hưởng ứng, nay tuyên bố với đại triều Thanh bắt đầu từ sang năm xin miễn triều cống đàn dê ngựa nữa. Nếu không chấp thuận, bộ ta sẽ cùng bộ Chuyên Cơ xuất quân Nam Tiến. Mong triều Thanh suy nghĩ kỹ, hãy hành động. Tiểu bá ngông cuồng. Ngông cuồng. Các khanh, bây giờ đối phó ra sao? Hoàng thượng bớt giận, bệ hạ cho hỏi Lưu Dung thử xem. Lưu Dung. Dạ. Khanh xem việc này nên có đối sách như thế nào? Tiểu bang thất lễ, phải kiên quyết bác bỏ, bẻ gãy nhuệ khí của nó mới có thể làm nó run sợ. Lưu Dung, dạ. Trẫm cho khanh viết ngay bức thư trả lời. Hoàng đế Đại Thanh quốc Hồng Lợi gửi thiên vương Eru. Từ xưa đến nay, rồng rắn không tranh nhau, bản triều thuận trời có được bốn biển, tướng mưu lính giỏi. Vì vậy tiểu bang so với Đại Thanh quốc ta chỉ là một quận. Nếu thiên binh kéo xuống, tiểu bang sẽ máu chảy ngàn dặm. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Giỏi. Lưu Dung giỏi lắm. Lời văn quả là hùng dũng. Khanh nói lại lần nữa cho hắn nghe. À này, khanh nói bằng tiếng Eru. Tuân chỉ. Lưu Ái Khanh, có thần. Khanh hãy viết thư phúc đáp bằng tiếng Đại Thanh và Eru. Tuân chỉ. Mang bút mực ra hầu. Muôn tâu hoàng thượng, giày của thần bẩn quá, xin hoàng thượng cho phép thần cởi giày ngồi lên đệm viết ạ. Chấm cho là được. Lần trước thần đi thi, khi nộp bài thi, hòa đại nhân xưng rằng thần hình dáng kỳ dị, không xứng đáng xách giày mài mực cho đại nhân. Thời xưa có một câu chuyện đã thành điển tích, số là Hồng Lợi sư cởi mũ mão cho Lý Bạch, sau này chuyên tạng sử sách. Nay thần xin hoàng thượng giáng chỉ để hòa đại nhân cởi giày mài mực cho thần. Như vậy thần sẽ đầu óc sảng khoái, tinh thần phấn chấn mà chào lộng tính ngông nghênh của tiểu bang kia. Tâu hoàng thượng, nô tài cho rằng không thể làm như vậy. Lưu Dung cậy tài ngạo mạn, rõ ràng định chơi khăm nô tài ạ. Muôn tâu hoàng thượng, thần cho rằng Lưu Dung vừa nói là phải ạ. Hòa đại nhân thì cứ làm đi nào. Làm đi. Làm đi nào. Lễ bộ thị lang hòa thân. Thôi thì khanh chịu khó một tí vậy. Tuân chỉ. Hòa đại nhân mau.
这和田还真是啊。 Xin mời. Hòa đại nhân, xin mời. Ôi khoan đã. Hòa đại nhân này, ngài cởi giày vất vả, tôi đi giày cũng chả dễ dàng gì. Lưu công công. Dạ. Ban đôi giày chẫm đi chê rộng cho Lưu Dung. Dạ. Tân khoa trạng nguyên Lưu Dung tiếp chỉ. Lưu Dung tiếp chỉ. Hoàng thượng ban cho một đôi giày triều đình. Lưu Dung tạ ơn trời biển hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Lưu Dung, đi nữa cho chấm xem nào. Thank you.
Tân khoa trạng nguyên Lưu Dung tiếp chỉ. Lưu Dung tiếp chỉ. Phụng Thiên thành ứng, Hoàng đế chiếu ước. Tân khoa trạng nguyên Lưu Dung làm tri phủ Giang Ninh. 3 ngày sau rời kinh nhậm chức. Khâm thử. Lưu Dung tạ ơn trời biển hoàng thượng.